Trung tâm cây giống Trà Hoa Vàng Tam Đảo xin chào bà con, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Trung tâm cây giống Tam Đảo, tin tưởng chúng tôi trong suốt những thời gian vừa qua. Chúng tôi đang phát triển trên các hệ thống kênh YouTube, Facebook và một số kênh truyền thông khác. Ngày hôm nay buổi chiều tôi lại tiếp tục có thời gian để làm video giới thiệu thêm một giống trà hoa vàng mới của Trung tâm cây giống Tam Đảo. Đó. Và đây là một trong những loài trà hoa vàng Tam Đảo đang được trồng khá nhiều và nhiều người cũng rất yêu thích giống trà hoa vàng này. Đó chính là cái loại trà hoa vàng lá dày. Trà hoa vàng lá dày được phân bố tại núi Tam Đảo và được tìm thấy ở độ cao từ 500m đến 650m so với mực nước biển, độ cao. Và đây là một cái loài trà hoa vàng các bà con có thể nhìn ở đây. Nó khác hẳn so với trà hoa vàng Hakoda, khác hẳn với các loài trà hoa vàng khác. Lá của trà hoa vàng lá dày thường thường lá rất là tròn, mịn, bóng, đường gân lá lổi nhưng nổi rất mềm mại, chứ không sần sùi như dòng Hakoda. Đấy, bà con có thể nhìn đây, chúng ta phân biệt tốt hơn. Thường thường những cái lá của trà hoa vàng lá dày này là nó được tạo theo thế, nếu mà lật ngược này nên là nó tạo theo thế máng thuyền. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì nó vẫn giữ đặc điểm chung của các loài trà hoa vàng là lá đều phải có răng cưa. Đó. Và lộc non của tất cả các loài trà hoa vàng ra đều tím. Đây, ví dụ như cái lá này, nó là một cái lá lộc non của cây trà lá dày. Đó. Thì các bà con có thể nhìn ở đây, hai cái lá này nó hoàn toàn giống nhau. Thì chúng tôi cũng đã làm rất nhiều video về các loài trà hoa vàng, nhưng tuy nhiên thì đây là có lẽ đây là video đầu tiên để chúng tôi giới thiệu và phân tích cho bà con về trà lá dày. Thì trà lá dày cũng là một trong những loài trà quý hiếm của Việt Nam hiện nay và là một trong những nguồn gen chúng ta cần phải bảo tồn. Theo tài liệu nghiên cứu của các giáo sư như giáo sư Trần Linh, giáo sư Hakoda của Nhật Bản. Giáo sư Trần Linh thì là giáo sư của Việt Nam, một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên về các loài trà hoa vàng, về dòng giống Camellia. Camellia là tên khoa học Latin của các loài trà. Đó. Và tên của các loài trà thì đã được dựa trên cơ sở khoa học và các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho nó. Thì trà hoa vàng của chúng ta đã tìm thấy từ những năm 1962 cho đến nay. Và cho đến năm 2008 thì chúng ta đã tìm thấy 24 loài trà hoa vàng tại Việt Nam. Và trong đó Tam Đảo chiếm 8 loài. Thì một trong 8 loài trà hoa vàng Tam Đảo chúng tôi đang ở đây là cái cây trà lá dày, là một trong 8 loài trà hoa vàng Tam Đảo. Đây cũng là một loài trà quý hiếm và ra khá nhiều hoa, mặt hoa cũng khá lớn và đem lại hiệu quả kinh tế cũng rất là cao. Đó. Và chúng tôi muốn cho bà con để chúng ta nắm bắt được và chúng ta có thể hiểu thêm về các loài trà hoa vàng của Tam Đảo. Và đối với những người yêu loài trà thì có thêm những kiến thức bổ ích về từng loài dòng giống trà để chúng ta giúp cho chúng ta phân biệt tốt hơn. Và chúng ta cũng định hướng được là chúng ta lên trồng những cái giống trà nào. Và chúng ta tìm hiểu được nguồn gốc và nguyên nhân và cũng như là các điều kiện thổ nhưỡng khí hậu là có thể trồng được cây trà hoa vàng ở địa phương của các bạn hay không. Đó. Thì cái khí hậu của cây trà hoa vàng, đặc điểm chung của tất cả các loài trà hoa vàng là chúng rất ưa ẩm và ưa bóng râm. Thì những video trước chúng tôi cũng đã nói, ở tại Tam Đảo thì hầu hết tất cả các loài trà hoa vàng chúng tôi đều tìm thấy ở dọc các khe suối. Bởi vì nhiệt độ ở đấy cũng rất là ẩm thấp và mặt đất khá ẩm. Và đặc biệt là cây trà hoa vàng nó sống nhờ những cái tán cây lớn. Thì bà con cũng có thể nhìn ở đây là chúng tôi có trồng những cái cây như là đàn hương, giáng hương, cây gáo để tạo bóng mát cho các cây trà hoa vàng để có thể phát triển. Và cây trà hoa vàng này mà khi nó tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời thì nó chậm phát triển vì nhiệt độ cao, và cái thứ hai nữa hay dễ bị sinh ra những hiện tượng cháy lá. Chúng tôi sẽ cố gắng làm thật nhiều video và hướng dẫn bà con về cách khắc phục sâu bệnh và cũng như khắc phục các hiện tượng cháy lá và thân cây chậm phát triển để giúp cho bà con chúng ta có nắm bắt được nhiều kỹ thuật, nhiều phương án để chúng ta lựa chọn để chúng ta chữa bệnh cho cây tốt nhất và chúng ta trồng phát triển cây trà hoa vàng đem lại hiệu quả kinh tế cao và năng suất cao nhất cho bà con có thể. Đó là mục tiêu của chúng tôi muốn hướng tới bà con. Thì ngoài ra hiện nay thì tại Trung tâm cây giống Tam Đảo của chúng tôi cũng có nhân giống và phát triển rất nhiều dòng giống cây trà hoa vàng khác nhau. Thì bà con cần phải lựa chọn những cái đơn vị cung cấp cây giống, nhân giống hỗ trợ cho bà con cả về kỹ thuật, cách trồng để làm sao để đảm bảo phát triển tốt nhất về từng dòng giống cây trà hoa vàng. Chúng tôi rất mong muốn điều đó đến từ bà con, để sự tin tưởng của bà con là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu và phát triển thương hiệu trà hoa vàng Tam Đảo đến cho mọi người có thể trồng tốt hơn.
Hiện nay có rất nhiều người trồng cây trà hoa vàng về chết nhưng không biết lý do tại sao. Bởi lẽ cái thứ nhất là cây giống không được đảm bảo, cái bộ rễ của cây giống, và cái thứ hai tuổi của cây giống không được đảm bảo để trồng. Cây non quá bà con trồng nó ảnh hưởng đến khá nhiều, ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình phát triển của cây giống. Cho nên là bà con chúng ta cần xác định là chúng ta phải mua được cây giống ở những trung tâm cây giống uy tín, và phải có những chuyên gia hàng đầu về cây giống dược liệu hỗ trợ kỹ thuật trồng cho bà con. Thì ngày hôm nay chúng tôi đã giới thiệu cho bà con về cái mặt lá và mặt cây của cây trà hoa vàng lá dày tam đảo. Thì rất mong bà con có thể tiếp thu để chúng ta nhận định được cái cây trà hoa vàng và từng dòng giống trà hoa vàng tốt hơn. Thì bà con nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển hơn, và ấn vào cái chuông ở bên phải nút đăng ký để nhận được những thông báo video của chúng tôi ra mới nhất, để cập nhật và giới thiệu cho bà con những cây giống tốt nhất. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của chúng tôi. Để liên hệ mua cây giống thì bà con cứ liên hệ theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Trà Hoa Vàng Tam Đảo.